Sau làn sóng cắt giảm nhân sự tại các khu công nghiệp vào cuối năm ngoái, người phụ nữ này không còn việc làm. Được một người quen trên mạng giới thiệu, chị xin ứng tuyển vào vị trí kế toán của một công ty có tên là Louis Vina. Kết thúc phỏng vấn online với đại diện công ty, chị được yêu cầu làm nhiệm vụ để kiểm tra khả năng, năng lực. Với những nhiệm vụ đầu tiên, chị nhận được đầy đủ hoa hồng khoảng vài trăm nghìn đồng. Thế nhưng, sau khi nạp hơn 200 triệu đồng vào tài khoản ảo, thì chị bị đối tượng chặn liên lạc khỏi tất cả các nền tảng. Do thời gian nghỉ việc quá lâu, vậy tôi cũng nóng ruột, cho nên là khi nhận được công việc này thì tôi rất là muốn làm việc để kiếm tiền. Nhưng mà khi vừa chuyển tiền xong cho đối tượng thì tôi đã bàng hoàng nhận ra là mình đã bị lừa. Và khi nói chuyện với các đối tượng thì tôi như bị bỏ bùa mê thuốc lũ và răm rắp nghe theo. Cần phải kiểm tra tất cả tính xác thực khi mà một đối tượng đưa ra yêu cầu để mà thực hiện chuyển tiền hay là hợp tác kinh doanh. Mình cũng cần phải có cái sự kiểm tra chí ít là về nhân thân hoặc là kiểm tra về những cái hợp đồng và những cái khả năng của đối tượng có thể thực hiện được những cái việc mà kinh doanh đấy hay không. Bộ Công an cho biết trong năm qua đã khởi tố 1.500 vụ án lừa đảo trên không gian mạng, nhưng có đến 1.200 vụ án phải tạm đình chỉ điều tra hoặc gia hạn điều tra vì không xác định được thủ phạm của vụ việc. Con số này tương đương trên 75% số vụ việc không thể điều tra tiếp. Từ những vụ việc được trình báo, thủ đoạn của các đối tượng không mới. Chúng tìm hiểu, thu thập thông tin của người sử dụng mạng xã hội, từ đó đưa ra những tình huống thao túng tâm lý, lấy lòng tin của người bị hại là những người nhẹ dạ cả tin. Những người dân, mặc dù cũng đã được tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhưng vẫn cứ bị những cái đối tượng dụ dỗ, lôi kéo và lừa đảo, được chiếm đoạt với số tiền lớn. Từ cái việc này thì Công an thành phố cũng đã kiến nghị với Bộ Công an là một liên quan đến phương tiện công cụ để hoạt động phạm tội, đó là SIM điện thoại, mà tình trạng SIM rác là Bộ Thông tin Truyền thông vẫn chưa quy chính chủ hết toàn bộ SIM rác này. Thứ hai là tài khoản ngân hàng vẫn còn tình trạng mua bán, cho mượn, cho thuê, thì cái việc này phải nâng lên là cái chế tài, phải xử lý hình sự đối với những cái bộ phận là giúp sức. Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã và đang quyết liệt đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm trên không gian mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội, cần xác minh thông tin cụ thể trước khi thực hiện các giao dịch trên các nền tảng mạng xã hội. Thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý những vụ việc có dấu hiệu bất minh. Công an thành phố liên tục cập nhật, lật tẩy những thủ đoạn của tội phạm và hướng dẫn chi tiết cách ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web chính thống của đơn vị để nhân dân nắm được.